nói khi nào đi học đi viết không có trường nào mà vô đó phải. Đây là nó chợ hải sản hả vậy? Nãy không nói gì á mà. Chợ hải sản ở bên kia mà phải không? Chỗ khu vui chơi á. Này chơi gì ta? Giữa hải sản Côn Đảo. Đây chỗ dựa hải sản Vũng Tàu. Đây gần có hải sản sống và chín mua người ta làm luôn.